đánh bóng thông qua lưới điểm cho trường Nguyễn Thiện Thuật 1-0. Một pha bỏ nhỏ rất thông. Điểm số cho trường Nguyễn Thiện Thuật 2-0. Một pha sát bóng không thành công, điểm cho trường Mỹ Hảo 1-3. Qua lưới điểm cho trường Mỹ Hảo 2-3. Lưới điểm cho Nguyễn Thiện Thuật 4-2. Bóng không qua lưới 5-2. Qua lưới điểm cho Nguyễn Thiện Thuật 6-2. Mỹ Hào cố lên.
bóng không qua lưới, điểm cho Mỹ Hảo 5-9. Pha bóng tạt qua điểm số đã trường với Thiện Thuật và bây giờ là 14-6. Bỏ nhỏ tốt 15-6. Phát bóng không qua lưới
Điểm số 17, 7. Đặt bóng không qua lưới, 18, 7. Đi Hào cố lên. Chúng ta đi đấu với tinh thần heo vào ghi bóng. Bò nhỏ tốt. 19, 7. Đang bằng thêm điểm số cho trường Mỹ Hào 19-8. Điểm số cho trường Nguyễn Thuật 21-9. Điểm số 22-9. Vào dưới, đây là đúng ở dưới đây, nhưng mà chúng ta lệch cho mấy bên đâu. Đấy, trả đề án hết bỏ nhỏ tốt. Thank you.